Em sẽ giới thiệu qua chi tiết qua cho anh chị nắm được những cái sản phẩm mà các anh chị mua bàn ghế inox để làm phông dạp đám cưới nhé. Đối với tất cả những cái sản phẩm bàn ghế phông dạp đám cưới ấy, thì nó khác với bàn ghế mà anh chị mua để dùng nhé. Anh chị mà mua để dùng ấy thì là anh chị để yên tĩnh và có khả năng là một tháng anh chị dùng vài lần thôi. Thì những cái bàn đó thì anh chị có thể mua hàng chợ cũng được. Em cũng nói luôn là cái này nó liên quan đến các cái chi tiết của bàn ghế đám cưới. Đối với anh chị mua bàn ghế đám cưới của Lê Hùng bên em ấy thì là đầu tiên là anh chị phải để ý đến cái mặt nhá. Cái bàn hay cái ghế ấy, thì quan trọng cái mặt này. Mặt này nó inox nó phải dày dặn anh chị này, nó không mập bùng. Cái ghế này cũng vậy anh chị nhá. Quan trọng cái mặt. Vì nếu như đối với cái sản phẩm này các anh chị chênh nhau chỉ một chút thôi về độ dày của cái mặt nhá. Vì cái mặt này bao giờ là cái tỷ lệ inox bọn em nhập vào nó cũng đắt hơn so với các cái phôi này. Đấy, các cái phôi này thì nó có các độ dày. Ví dụ độ ghế này là nó là độ dày 0.45 thì cái này nó nặng khoảng 1 cân 1.5 hoặc là dày 0.5 nó rơi vào khoảng là 0.1.3, tức là 1 cân 3 trên một cái này. Thế thì tại sao là những cái ghế có thể như nhau, nó chênh nhau một tí, nhưng mà ở các trên thị trường ấy họ làm cái mặt này ấy rất chi là mỏng, anh chị ấn tay vào đây bập bùng ngay. Cái bàn này cũng vậy, anh chị sẽ không được văng như này mà không được dày dặn như này đâu. Em cũng nói đấy là cái chi tiết thứ nhất, là anh chị mua bàn ghế bất kể mua ở đâu thì anh chị cũng cân nhắc là hai cái chi tiết đấy. Cái chi tiết thứ hai là cái chi tiết về các cái chi tiết để khớp lối của bàn ghế nhá anh chị nhá. Khớp lối thì bên bình thường ở trên thị trường ấy họ đang có những cái khớp lối thủ công thế này, nó rất đơn giản như này thôi và nó làm hai đố, keo dán rất ít, anh chị để ý đây nhá. Em quay lại cho đấy, keo dán rất ít, rất chi là hàng chợ. Đấy, bên em đây anh chị đây, cái này là 3 đố anh chị nhá. 3 đố keo xịn nhá, keo của Apollo loại hàng chính hãng nhá. Và dán rất chi là dày dặn. Và thứ ba nữa là cái keo bướm bên em ấy là sẽ dùng loại keo này, không phải dùng keo này anh chị nhá. Keo này là vứt đi luôn, sau này nó sẽ ấy. Bên em cải tiến ra cái loại keo này, anh chị dùng yên tâm. Đấy, là thứ hai. Cái thứ ba nữa là tất cả những cái mối hàn anh chị nhé, tất cả những cái mối hàn liên quan đến các cái sản phẩm ghế này, anh chị nhìn đây này, đấy, liên quan đến cái sản phẩm ghế này thì anh chị để ý các mối hàn của bên em là hàn bằng máy công nghệ rất hiện đại nên mối hàn không bị giòn. Thế ở trên thị trường họ vẫn đang dùng các cái loại mối hàn của máy thủ công thì khi cái nhiệt của nó không chuẩn sau này nó vẫn bị giòn, nó bung và nó hàn ít anh chị nhá. Và cái thứ tư nữa là cái cao su này, cái cao su này anh chị nhá, bên em đặt riêng cái dòng cao su cực kỳ là tốt, không bị lão hóa. Cao su này là cực kỳ là bền bỉ, của nó là chống rung chịu lực. Đối với cao su trên thị trường ấy họ đang đặt một loại cao su rẻ, anh chị dùng một thời gian tự vỡ ra nhá. Cái cao su này này, kể cả các cái chân này anh chị nhá, đây này, cái chân cao su bên em ấy là nó cái thành phần của cao su bọn em đặt là cái thành phần của cao su nó rất chi là nhiều, nó không bị pha bột đá nên là cái cao su của nó rất chi là dai. Tôi cũng nói luôn là anh chị đấy là những cái chi tiết mà các anh chị mua bàn bất cứ ở đâu thì anh chị hãy để ý nhá, anh chị hãy để ý những các cái chi tiết về những các cái mối hàn. Đấy, ví dụ như thế anh chị cứ để ý những các cái mối hàn. Bên em là hàn toàn bằng máy móc công nghệ hiện đại thôi và mối hàn nó dày dặn thì liên quan đến cái nó muốn chắc được cái sản phẩm này nó liên quan đến cái mối hàn. Thế làm em ví dụ để đơn giản như này, một bộ bàn ghế này nếu như mà hàn thủ công anh em nó hàn que chẳng hạn ấy là nó hàn mất 10 que hàn chẳng hạn thế, nhưng mà bên em ấy thì là nếu mà tính ra mà bọn em không phải hàn que, bọn em đây là hàn theo kiểu công nghệ ấy, thì nó rơi vào khoảng 20 que nếu mà tính theo cái hàn mà như kiểu mọi các cái xưởng ấy, xưởng người ta vẫn hàn theo cái thủ công mà que chấm chấm ấy. Đấy là cái mối hàn này nó không bao giờ là chắc được như cái công nghệ hàn của bọn em là công nghệ hàn rất chi là hiện đại. Nhưng mà nếu mà tính ra cái lượng để hàn cái này ấy, thì một bộ này bọn em tương đương vào 20 que. Cũng nói luôn để anh chị đấy, để phân biệt đây là anh chị nhìn những cái mối hàn của bên em thì rất chi là tuyệt vời. Em quay lại kỹ lại cho anh chị nhá, các cái chân ghế này. Anh chị để ý nhá. Đấy, mối hàn đầy đặn, dày dặn chắc chắn. Thì đây là những cái chi tiết anh chị mua ở đâu cũng được, không cần mua qua bên em. Tránh mua những cái nơi bàn thiếu đố và keo bôi ít anh chị nhé. Thứ hai là làm theo thủ công, mối hàn đen xì, anh chị nhìn đấy nhé.
Thì đây là những cái hàng mà để nói là anh chị dùng lâu năm mà quăng ra trời mưa không chịu đâu. Hàng này bên em anh chị để ra càng trời mưa thì càng tốt, không phải lo gì cả. Với riêng cái inox của bên em rất hợp với các loại mưa axit, càng mưa càng sạch. Thế còn về cái mặt này anh chị nhá, anh chị về bóc cũng được và không bóc cũng được. Nếu anh chị muốn bóc thì bóc ngay sớm, còn để lâu thì nó sẽ bóc khó hơn. Vâng. Đấy thì đây là những cái sản phẩm bên em, là anh chị ở gần 65 Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Ninh thì qua cửa hàng bên em. Không thì anh chị đặt qua Zalo 0936144646. Em cho vào cho anh đi. Để xếp vào cho anh cái. Thì ở đây là những cái mẫu bàn thông dụng 80m3. Anh chị có thể đặt loại to hơn là 80m4 anh chị nhé. Các loại cỡ ghế cũng như là cỡ bàn tròn thì anh chị có thể đặt theo yêu cầu và có thể gửi bản vẽ sang bên em. Bên em sẽ duyệt và làm theo yêu cầu anh chị nhé. Và xin chào anh chị nhé. Và em là Lê Hùng nhé, 65 Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Ninh. Anh chị đặt qua Zalo bên em là 0936144646. Hoặc là anh chị liên hệ bên bán hàng bên em là Nguyễn Huệ, 0913524077. Và xin chào anh chị thứ hai chia sẻ video nhé. Và xin chào anh chị.